Hôm nay 23 tháng 9, toàn bộ các trường học ở tỉnh Lào Cai sẽ hoạt động trở lại. Dù bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, nhưng với nhiều nỗ lực, hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh đã được nối lại. Nhiều giải pháp linh hoạt đã và đang được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai triển khai, đảm bảo thực hiện nghiêm nhiệm vụ của năm học 2024-2025. Nhà văn hóa thôn Nậm Cài, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, rộng gần 200 m², nhưng có tới 67 học sinh mầm non đang học. Các cô giáo chia thành hai lớp, chật chội, thiếu thốn, nhưng cả cô và trò đều nỗ lực khắc phục. Bởi trong điều kiện điểm trường mầm non của thôn có nguy cơ sạt lở cao, thì đây là giải pháp tối ưu để đảm bảo an toàn. Trẻ 2 tuổi thì mới ra lớp thì khóc nhiều, nên là trẻ 4 tuổi với 5 tuổi thì sẽ không chú tâm được vào học. Giáo viên chúng tôi thì đã cố gắng và nỗ lực để chương trình giáo dục không thay đổi. Tại huyện Simacai, mưa lũ đã khiến 20 trường, điểm trường bị sạt lở, ngập lụt và thiệt hại. Hiện 36 trường, điểm trường trên địa bàn đã nối lại hoạt động dạy và học. Chỉ còn một trường chính và hai điểm trường với 381 học sinh chưa thể đến trường. Ngành giáo dục địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để toàn bộ các trường học hoạt động trở lại vào ngày 23 tháng 9. Đối với những cái đơn vị trường nào mà sắp xếp được học tại chỗ thì cũng sẽ tổ chức dạy học ở những cái vị trí, những cái dãy phòng học an toàn. Còn lại là trường nào, điểm trường nào không đảm bảo thì chúng tôi đã cho các cái đơn vị trường là sẽ học nhờ xa các cái điểm trường với nhau, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị nhà trường và hiện nay cũng có cái điểm trường là sẽ mượn nhà dân để tổ chức học tập. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây hậu quả nặng nề đối với ngành giáo dục Lào Cai. Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 130 trường. Điểm trường bị sạt lở, ngập úng và ảnh hưởng. Với phương châm nối lại hoạt động dạy và học, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhiều giải pháp linh hoạt đang được ngành giáo dục triển khai như mượn tạm nhà văn hóa, trường học cũ hoặc nhà dân, bố trí học 2 buổi chính khóa một ngày. Toàn ngành giáo dục đang nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024-2025.